Ok, cây sao chị phấn khích? Nếu mà chị phấn khích thì mình phải lên, mình phải cầm nhịp độ. Lên được cái đó phải cầm nhịp độ. Ok, nhịp độ tốc hành. Chị phản kích 60 đam, mình lên cái này 30, 60. Kèo Onin thì mình kích organ, kèo bình thường thì mua kiếm dài hoặc là đồ farm thì được. Cái quầy ghép xấu quá à, chẳng muốn về. Không phải về rồi. Có mạnh nhất là cái bot 5 người. Đã hết chìm nữa. Hồi nó livestream. Hồi chị sẽ nắm bắp này đánh Akali ác. Nãy giờ mới đi. Nên thành chị sáng Akali hả? Rồi 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 đúp. Ok, đây là con mạng lời. Giỡn với cân bằng cảm xúc nè. Quy ăn ba ghép. Nice. Vô đây. E xong rồi này đúp xong quy G từ từ E. Trời ơi. Vậy sao mà ấy rồi, đít giết được. Trời ơi. Đây mà kiểu hai thằng hấp máu vậy là không có lời nha. Phá đai là kiểu chỉ có gas một nửa cây thôi, còn lại phải full máu á. Thấy đúng. Tới đây, tới đây, tới đây. Rồi, 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 đổ máu, đổ máu. Chiến tranh đổ máu.
giờ thêm miếng đam đâu. Này hát đâu ra cái, này hát đâu ra cái lá trắng vậy? Hát đâu ra cái lá trắng vậy? Dạ, chết tiệt chứ. Gì mà con kata nó cầm lá trắng với thi đốt kìa, ảo lòi. Game này không có được thể hiện gì hết. Chưa kịp thể hiện nhé. Trời, tìm đờ nó không cho đờ làm content rồi. Biết nhiên cực. Chị vẫn kích thì nhớ hết ghi, chị vẫn kích quá ha. Nó gắm mắt cho đỡ bắn nhầm vô bắt. Nhưng mà đâu ngờ đã bấm dấu ngã rồi. Bảy mười hai một bảy không tìm tôi ác. Paragon gồng hai nào, Paragon với gồng hai nào, xăm thêm cái đồng hồ nữa hả? Mọi người tiếp tôi đâu. Ok á, em ơi ván này a tuyệt lắm. Không ơi chị sao lắm bóp nha, không ơn em. Sao chơi hả? Sao chơi ăn gì giờ này? Một là hủy diệt team bạn, hai là bị team bạn hủy diệt vậy trời. Không có game đánh căng căng người ta.